Buổi sáng xin chào quý ông bà cô bác, anh chị và các bạn. Cái này quán sư tư bán cũng hơi chậm thế nè, giờ còn đồ ăn cũng nhiều. Mời cả nhà ăn sáng, mời ăn bún riêu. Nóng sôi hai cô con trai rồi, con nóng sôi lá cẩm mình nhà lá cẩm quá trời, sôi lá cẩm mà. Trái già này trái bự ăn được, giờ mình cắt vô nấu canh. Trái này nó bị sâu đục, nó vàng. Trái nó ngọt, trái này cả nhà, con này 6-7 trái luôn. Mà trái bự hết rồi. Giờ chừa lại ăn trái bự bự để mình lập giống. Này mình thu hoạch cải xà lách là đem vô cho chị Tư chỉ bán hủ tiếu. Hôm nay thì mình thu hoạch đám rau cần ô luôn cả nhà. Mình xử lý đất, mình trồng cây mới. Giờ mình trộn phân với xử lý đất để mình trồng cải.
lên chị Tư chỉ nấu sôi. Giờ chị Tư chỉ đặt lá cẩm. Chào cả nhà, hôm nay nhà mình ăn sôi. Nhà tại cô ăn chay rồi, thôi nấu sôi ăn. Bữa ăn sôi chứ giờ thèm. Thèm. Sôi đường, sôi dừa, cái mè. Mà phải màu cái này chứ cho sao thôi trắng không chịu. Nhà dưới có nhà dưới có gất kìa mà cao quá không có trèo học được. Tuốt trên cây sắn. Đó sao chỉ có cây gất kìa, cháy quá trời luôn, ăn uống gì đâu. Nó bò quá trời thôi chịu. Này lá cẩm cả nhà. Lấy cái cẩm, cái cẩm này nhớ câu câu nữa. Câu nè. Để nấu lá cẩm. Nước ít chứ được. Này đập có kinh nghiệm không? Ừ. Sao nước nó không kẹo vô nè. Có bánh nè, nạo là mười mấy hai cái dừa. Vàng vậy được chưa ta? Lấy cho em cái chén. Đó là phòng dư gian. Cho miếng muối vô. Giờ đậu phộng nó sắc vàng rồi chứ. Đổ vô nấu sôi. Nấu một thúng nếp. Chế lá cẩm vô. Giờ mình trộn cho nó đều lên. Lên màu tím nghiệm luôn.
lên màu đẹp ha. Quá đẹp. Hãy cô quá chị chế thêm miếng nước. Lên màu đẹp quá. Đẹp ghê không? Hả? Dẻo ha. Cái này trội tường chứ đâu. Mày đi. Hơi nhiều quá ăn hết rồi, cái hết thì bế nó dễ. Cái này dẻo là đâu. Này nhiều quá là không? Hết rồi rồi. Cắt lại trên mà rất là nhiều vậy. Cái nhà ăn xôi. Cái nhà ăn xôi. Ăn xôi trưa. Có ai có ăn dừa bún. Tối à, tối ăn xôi, sáng ăn xôi. Nó cẩm đẹp lắm con. Đẹp ghê. Mày ngoài hổm hổm ngoài xôi gấc với xôi đậu xanh hả? Ừ. Thì sao? Thôi mà này không 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 ấy nó cẩm ta. Ừ. Cứ nó cẩm chân. Nó lấy ăn chay thế làm mà đó. Mình còn nước này không? Nước gì con? Để dành nên đổ đầu câu. Nó cẩm dưới có. Dưới mẹ á. Cẩm á. Hổm một thùm mọc thùm lùm luôn á. Con cho dọn bớt. Ờ, dọn bớt lấy bớt không? Dễ lắm luôn á. Dễ lên á. Dừa nó hơi khô hả? Không, dừa dừa ăn dừa này ngon nè. Dừa rám. Dừa rám. Nãy chị nói dừa nó gáo đen. Gáo đen là ở dưới đít nó đen với trên giống tôi à. Áo này chẳng thấy ba bán cái màu thấy cho trường học á. Thấy thèm mua hả, bà bán 6 ngàn chút xíu à. Bán hộp 6 ngàn 7 ngàn chứ. Cái dễ này chắc 10 ngàn. Bán chút xíu bà ăn đủ. Ngon. Nó mới ăn hủ tiếu. Đủ rồi ăn gà. Ủa? Trước kìa không kêu ăn. Lúc là đâu qua rồi. Lúc là dễ dễ nè. Không qua. Cái mặt dẫm dữ. Ngay. Không có hột đào buồn ha. Biết là không biết lột lột vậy thôi. Mẹ ảnh là lột lột vậy thôi. Nó quyền á. Quyền. Thôi à. Thôi. Đưa giấy cho nó coi kìa. Hả? Rồi. Chắc không ăn rồi. Dễ nè, bánh ăn cái này nó tới chịu. Ăn gì nổi. Chiều khỏi ăn cơm luôn á. Dễ nè, ăn còn muốn ngát một cây. Thôi ăn ít nó phải ăn tới kìa. Thèm thèm ăn biết à. Ừ. Ngon chừng nào ngán ngon đó nè. Ừ. Bánh chuối bữa thấy ấy chứ ăn ngon dễ là thấy ngán. Tự nhiên thèm xôi mới ăn xôi với hổm ngoài đó thì hén đó. Nó lại tự nhiên thèm xôi nữa. Chứ hổm cô ăn lạc nữa. Thôi nó ngoài 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 hổm bữa hổm cô không có ăn miếng nào nè, có thử một miếng à. Thấy ngán chết vậy.
bữa thì cho sơ cô không lấy đó, dạ cô cũng không lấy. Bà ba, bà sao rồi, ăn hết nổi không chết. Hôm bữa làm chú nướng rồi, thôi cái vậy là được. Hả? Bữa làm chú nướng tại vì mà cái nấu nồi cơm giống kìa, lúc đó nồi cơm chưa sữa á, khó nấu, sợ nó mà sống. Nhưng mà cái đó cái nướng nó mềm, chứ mà nếu mà làm nếp mà nó khô quá là nướng cứ ngắt à, ăn không có nổi. Bông hoa rồi. Cái bình thường nó đi ra cái này không có bông gì đó. Bình thường có bông gì. Người ta ở nước ngoài người ta đẹp cái nguyên một dải. Trời ơi, nước ngoài lộ quá, bông hoa không. Tới mùa thu lá đỏ đẹp. Nguyên cái cây nó trổ màu đỏ hết rồi. Lá nó già, nó chuyển màu đỏ, không có nó rụng. Là nó nguyên nhiều cây ha, cái nó đẹp. Cảm ơn cả nhà đã xem video ngày hôm nay. Đừng quên bấm đăng ký kênh ủng hộ mình. Hẹn gặp lại cả nhà vào một video tiếp theo.